xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. F to the F O. Hey, yeah, should know who it is. Like I say, hey. Thích là tớ chứ cũng nè nè nè. Anh em chơi sắp khu đưa đi nè nè nè. Drama thì phi cũng phải nè nè nè. Mấy cái người mà ba hoắt coi cả nè nè nè. Thích là tớ chứ cũng nè nè nè. Anh em chơi sắp khu đưa đi nè nè nè. Drama thì phi cũng phải nè nè nè. Mấy cái người mà ba hoắt coi ta nè nè nè. So nè 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 so nè 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 nè. Hey, đưa cái người qua trái rồi đưa cái người qua phải. Nghe cái tình đang nhảy nhưng thực ra là ta chỉ muốn thoải mái nhưng mà người là khoái. Thích cái chuyện để nói và tạo drama. Đến với nhau thì mình trao đi tốt đẹp. Còn mà không tới đâu thì ok mình chốt dẹp. Đời bao lâu mất chỉ tiêu với push. Tụi nó nắm mà mình điên tự nhiên vậy cho mệt. Uống champagne ngục lên chuyện cơ đồ. Nó tương lai mà thấy đen là do mình mơ hồ. Trap girl say do you wanna cơ đồ. Mà cái chế độ né lên ta say no no. Thích là tới chứ cũng né né né. Anh em chơi sắp khu đưa đời nè nè nè. Drama thì phi còn phải nè nè nè. Mấy cái người mà ba hoắt có ta nè nè nè. Thích là tớ chứ cũng nè nè nè. Anh em chơi sắp khu đưa đời nè nè nè. Drama thì phi còn phải nè nè nè. Mấy cái người mà ba hoắt có ta nè nè nè. So nè 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 nè. So nè 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 nè. Ay, okay, stand up. Ha, calling on my name like it got the hall like. Put up in the club, shy shy. Yeah, push them all the lover hands up, alright. Ay, baby, baby, baby. Nhìn, thật vào đôi mắt anh đây. Anh là người biết đủ nên không thèm chịu chán chê. Đừng có nói anh tại khi mà em biết tới anh chê. Anh là tờ giấy trắng, mấy em thi nhau tranh xe. Bài để anh chơi, lên tâm mơ thì anh nè. Bộ để anh khoe còn muốn làm của anh tê. Đơn giản, họ không thích vì anh hit for nowhere. Anh là người chơi mà hệ muốn rơi đến tay che. Everybody talk là cái thứ anh hay nghe. Thích ít thì mình nhất là còn không thích anh quay xe. Scoot, scoot, ski. Thích là tớ chứ cũng nè nè nè. Anh em chơi sắp khu đưa đi nè nè nè. Drama thì phi cũng phải nè nè nè. Mấy cái người mà ba hoặc có tên nè nè nè. So nè 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 nè. So nè 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 nè. Sống chỉ có nhau. Tao không quan tâm như cuộc chơi này ra sao. Thì ba của ổng là anh hai ba tao. Yeah, nè mấy con sói buồn cuộc ca từ trong đấy. Nè mấy người nói cho sân mông chứ không thấy. Nè luôn mấy người thích thể hiện là ta đây. Yêu 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 em làm yêu thì nói đừng có mà nhây nhây. Đây là cặp cuối rồi. Có một con beat để em cho anh thử luôn nhá. Đây là một đề bài mà Andre ngay từ đầu đưa ra cho World Cup là bài này phải hot. Đi đến club là phải nghe đến bài này, nghe đến những bản remix của bài này. Đối với cặp cuối này, Andre rất là đau đầu khi mà xếp cả hai lại với nhau bởi vì đây là hai anh em họ. Ở đây có một cái thuyết âm mưu gì đó. Mình nghi là huấn luyện viên trước khi xếp cặp thì cũng đã điều tra để anh em sát phạt nhau. Mặc dù là Samo có cái kinh nghiệm nhiều hơn mình nhưng mà mình vẫn trong cái tư thế là chơi hết mình để cho hai ông ba của cả hai cùng tự hào. Trước khi mà anh ra chủ đề thì anh muốn hai em nghe một cái beat rất là chơi này của World Cup. Cái khó nhất của bài này là khi mà hai anh em chưa từng thử nghiệm nhiều những cái bài với cái tempo thực sự là nó ăn chơi nó như này. Thì bài này World Cup quyết định mang đến một con beat cực kỳ căng luôn. Bass dày, một cái beat rất tâm đắc của World Cup. Con beat này không phải là thế mạnh của mình nhưng mà hên quá đó là thế mạnh của ông anh mình. Con beat này đối với Richie nó là mới nhưng mà nó có sự trải nghiệm. Và có thể qua cái vòng này thì mọi người sẽ không còn nghĩ là Richie chỉ chơi drill không nữa. Richie có thể chơi được tất cả mọi loại. Cả hai vòng 1 hiện rất là tốt về cái cá tính của mình rồi. Thì bây giờ anh muốn mọi người né tất cả những cái nhạc mọi người đã từng làm. Mọi người sẽ làm cho những cái gì đó rất là mới. Nếu vậy thì chắc em lấy cái từ khóa là chữ né luôn. Yeah, ok. Anh muốn một cái hook chỉ cần đúng một từ né thôi. Trong cuộc sống của mình sẽ phải né rất là nhiều thứ. Ví dụ như là một cái người mình không thích mình cũng phải né. Một cái món ăn không ngon mình cũng phải né. Trời nắng mình né, trời mưa mình cũng né.
cái gì mình không thích là mình sẽ né. Nghe còn khó phết nhưng mà rất là thú vị. Ý đồ của anh Andre muốn sử dụng chữ né làm một cái câu gì đó bắt tai với người nghe, đó cũng là sở trường của mình. Cho nghe lại cái beat lần nữa được không? Nghe okay, sướng okay, quá. Okay, okay. Anh muốn dùng chữ né đúng không? Đúng rồi. Hai anh em khá là lợi thế tại vì tương tác với nhau hàng ngày thì cái việc mà làm cái bài này nó sẽ suôn sẻ hơn. Đôi khi sự thật nó không phải là như vậy. Mình và Nesmo làm việc với nhau thì đưa ra 10 cái thì 9 cái đã không đồng quan điểm rồi. Mình thì cái giọng thuộc về tầng cao, còn cái giọng của Richie thuộc về tầng thấp. Cảm giác như anh Nesmo có cái sức mạnh rất là lớn nên là mình rất là sợ. Nhưng mà trong một cái khoảnh khắc nào đó thì mình nghĩ đây là cơ hội để cho mọi người thấy được là mình có thể làm được nhiều thể loại chứ không đơn giản chỉ là một dòng nhạc trill. Ok. Cả hai sẽ kết hợp lại làm ra một cái hit chung. Nâng cả hai lên chứ không phải để đấu với nhau nhá. Làm bài hit đi. Làm bài hit thôi anh tui. Sau khi chiếu bài này, tất cả mọi nơi sẽ bật bài này của bọn em. Anh muốn như vậy. Ok. Ok, yeah. For sure. For sure anh. SMO và Richie đều có những bản hit riêng cho mình, những cái bài nhạc club. Đó là điểm tương đồng của cả hai. Đó là lý do mà vì sao mà Andre kép cả hai lại với nhau để mà đốt cháy cái sân khấu của rap Việt lần này. Dù dừng lại hay đi tiếp thì phải bù mất chất mình nha. Get it. Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, bố của bạn này lại là anh của bố của bạn kia. Thì tôi không biết bố của ai lớn hơn ạ. Bà của anh Nesmo là anh hai của bà. À. Em là anh em họ. Oh, hèn gì tụi em không giống nhau nhỉ. Nhưng mà tụi em đều giống nhau. Tụi em ráng cố gắng đều hơn cho lần sau ha. Anh em họ đối đầu với nhau, nó là một cái gì đó kích thích hơn hay là nó lại là một cái áp lực? Mục đích tụi em đấu với nhau là để cho gia đình dòng họ cô bác coi hai anh em tỏa sáng. À vậy hả? Như một người tỏa sáng đồng nghĩa với một người sẽ nhường lại ánh sáng. Theo như cuộc chơi của đội anh Trey là tới đây để chơi nhạc chứ không phải là thi đấu. Chúng ta ngày hôm nay đến để chơi nhạc chứ không phải thi nhạc. Ok. Andre ơi, đây là một sự sắp xếp cố ý hay là ngẫu nhiên vậy? Lúc đầu Andre có đưa cho các bạn là các em tự chọn đội cho nhau. Thì SMO và Richie đều chỉ nhau. Andre mới hỏi tại sao ấy, bởi vì anh em của nhau. Thế là cái cặp này là Andre để cho hai bạn tự quyết định. À, không phải là sự kết hợp do khả năng hay là do gia phả, mà là do nó muốn giải quyết yêu cầu của thí sinh. Cả hai bạn đều nói đây không phải là một bài thi đấu với nhau. À, hai bạn đã từng muốn làm nhạc chung với nhau nhưng mà chưa có dịp. Thì đây là cái dịp mà để hai bạn kết hợp với nhau tạo ra một bài hát chính thức. Yeah, yes sir. Rất thú vị. Và Andre hy vọng sau khi bài này diễn ra, ba huấn luyện viên còn lại sẽ né đội của mình đi. Yes sir. Bởi vì bài này tên là Né. Hey, yeah, chưa đâu hồ đi. Like I say, hey. Thích là tớ chứ cũng né né né. Anh em chơi sắp khu đưa đi né né né. Drama thì phi cũng phải né né né. Mấy cái người mà bà hoắc coi cả né né né. Thích là tớ chứ cũng né né né. Anh em chơi sắp khu đưa đi né né né. Drama thì phi cũng phải né né né. Mấy cái người mà bà hoắc coi cả né né né. So né 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 so né 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 né. Đưa cái người qua trái rồi đưa cái người qua phải, nghe cái tình đang nhảy nhưng thực ra là ta chỉ muốn thoải mái nhưng mà người là khoái thích cái chuyện để nói và tạo drama. Đến với nhau thì mình trao đi tốt đẹp, còn mà không tới đâu thì ok mình chốt dẹp. Đời bao lâu mất chỉ đi với push, tụi nó nắm mà mình điên tự nhiên vậy thì.
do mệt. Uống champagne ngập lên chỉ cơ đồ. Nếu tương lai mà thấy đen là do mình mơ hồ. Trap girl say do you wanna cơ đồ. Bật cái chế độ né lên ta say no no. Thích là tới chứ cũng né né né. Anh em chơi so cool đừng để né né né. Drama thì phi còn phải né né né. Mấy cái người mà ba hoặc có ta né né né. Thích là tới chứ cũng né né né. Anh em chơi so cool đừng để né né né. Drama thì phi còn phải né né né. Mấy cái người mà ba hoặc có ta né né né. So né 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 so né 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 né. Okay, stand up. Ha, calling on my name like it got the hall like. Put up in the club, shy shy. Push them all the lover hands up, alright. Ay, baby, baby, baby. Nhìn thật vào đôi mắt anh đây. Anh là người biết đủ nên không thèm chịu chán chê. Đừng có nói anh tại khi mà em biết tên anh Trê. Anh là tờ giấy trắng mấy em thi nhau tranh xe. Bài để anh chơi lên tâm mơ thì anh né. Bộ để anh quen còn muốn làm bộ anh té. Đơn giản họ không thích vì anh hit from nowhere. Anh là người chơi mà hệ muốn rơi đến tay che. Everybody talk là cái thứ anh hay nghe. Thích ít thì mình nhất là còn không thích anh quay xe. Skuskuski là tới chứ cũng né né né. Anh em chơi so cool đừng để né né né. Drama thì phi cũng phải né né né. Mấy cái người mà ba hoặc có thể né né né. So né 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 so né 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 mấy em bé everyday thích làm màu. Né mấy anh em mà mình là sống chết có nhau. Tao không quan tâm dù cuộc chơi này ra sao. Thì ba của ổng là anh hai ba tao. Yeah, né mấy con sói buồn cuộc gạt từ trong đấy. Né mấy người nói cho sân mầm chứ không thấy. Né luôn mấy người thích thể hiện là ta đây. Yêu 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 làm yêu thì nói được có mà nhây nhây. SMO và Richie. Nghe né 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 thèm bò né quá. Thật sự là tới giây phút này là phải khẳng định với Andre là không biết là nó có hit hay không, nhưng mà với tôi bốn bài này là bốn bài hit thiệt sự luôn nha. Ok. Biết nghĩ sao về tiết mục này? Đúng là anh Andre đã rất là mát tay cho cái cặp này. Tại vì lúc đầu em nghe cái chủ đề né, em nghĩ là nó sẽ là một cái bài gì đó nó gang gang. Nhưng mà cả hai bạn đã rất là thay đổi trong ngày hôm nay. Và cái năng lượng mà hai bạn mang ra nó cũng rất là khác các bạn ở trong vòng 1. Anh khá bất ngờ về Richie. Tại vì là khi mà anh nghe nhạc của em hôm qua là anh có nghiên cứu những cái thí sinh của những đội khác để xem anh có thể tung nón được ai. Thì anh thấy Richie rap tiếng Anh khá nhiều, nên là anh chưa thấy được cái sự kết nối giữa anh và em. Nhưng mà ngày hôm nay em đã trình diễn rất là tốt. Cảm ơn anh ạ. Anh rất là thích bài hát này. You're right. Nói gì nữa giờ anh. Em rất là thích màn trình diễn này. Thích nhất từ trước tới giờ rồi. Và bạn ổn không? Người ấy đối xử với bạn tốt không? Nãy giờ kêu khen tóc mình cái. À, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Lo ngồi nghe nhạc bạn nhiều quá. Tóc đẹp, tóc đẹp. Tóc này hình như là bạn lấy ý tưởng từ đâu đó mà đúng không? Đầu hú kia. Đầu hú kia. Cả hai người không ai chịu nhường ai hết trơn á. Cái lúc mà em nghe cái hook là đã dính rồi. Và thật sự là lúc em nghe SMO xong em đã rất là ấn tượng rồi. Xong rồi qua tới cái verse của Richie thì lại thêm một cái bất ngờ nữa. Mình nghĩ đây sẽ là một cái ca rất là khó một cái cho tất cả mọi người ở đây. Không, mình nhìn mà đúng là hai cái người này á, cái giọng rất là bổ trợ cho nhau. Một trầm một bổng á, nghe nó rất là êm cái lỗ tai. Anh thấy anh thích bài này không ạ? I think it's fun. You guys are funky, you know. You guys look like a group, not like you guys are battling. But overall I think the song's catchy. I know for sure it'll bang in the club, you know what I'm saying? But yeah, overall it's a good song. Kỳ này mới thấy cái sự giành giật thí sinh của Andre nó mới ghê nha, nó lợi hại nha. Yeah, yeah. Andre may mắn khi có các bạn ấy. Những bạn mà vừa ngầu nhưng mà lại trào phúng như này. Yeah. Cái kiểu này ở Tây Hồ của anh hay làm này.
Nhưng anh thích cái kiểu này, cuộc sống của mình ngoài ngầu ra thì mình còn phải đem đến nhiều nụ hoa cho đời đúng không ạ? Và cái điều đấy là điều Andre luôn thiếu ở trong cuộc sống này, vì anh ấy không giống hoa cho lắm. Cảm ơn chương trình đã mang các em đến với Andre. Thật ra cái cá tính của cái bài này nó rất là SMO nha. Nghe nó ba nhây, nó khó chịu gì đâu. Nghe muốn nhiếc, muốn nhéo. Yeah, muốn nhéo. Cái xong rồi kia mặt Richie lúc nào tôi gặp tôi cũng thấy mắc cười. Muốn cưng, muốn nựng. Nhưng mà giọng thì rất là hay trong cái bài này nha, tuyệt vời. Mà thật ra là bữa nay cũng lạ đó, chứ nhìn bà tóc bên này tôi thấy cũng có ý tưởng luôn đó. Tóc bên này đầu hủ kỳ thì bên này cũng là súp lơ nha. Súp lơ nha. Hôm nay có lược không? Hôm nay có lược không? À rồi rồi rồi. Đó, Karik, đừng cười nữa em, nói đi. Nhờ phiên dịch được không ạ? Rồi, được, được. Nhưng mà kỳ này phiên dịch yêu cầu là phải có một tí biểu cảm để cho nó sống động chương trình nữa nha. Chữ cũng hơi xấu nha. Thông cảm, chữ em không có đẹp được. Tạm thời giọng của Karik hôm nay nó là như vậy. Team Andre phải công nhận bài nào cũng bắt tay. Và SMO lẫn Richie đều làm em bất ngờ vì sự tiến bộ. Đặt hai nhân tố này vào bài này là vô cùng hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Cho khoái cái bài dịch á. Cái bài dịch, bà dịch có tâm, có lòng tiếng, tâm trạng. Dễ thương. Andre nghĩ sao về cái phần trình diễn hôm nay? Khẳng định tên tuổi của mình, Richie đã có những cái bản drill và Richie đã thành công khi mà em sử dụng cái flow, cái lyric của em qua một thể loại mới. Anh chúc mừng em. Còn SMO là người đã cùng với Andre nghĩ ra cái tưởng bài né này. Mình chơi né thị phi, né những cái xấu, né những cái tiêu cực trong cuộc sống. Và cái bài này nó đã hoàn thành. Thank you. Và anh nghĩ là cái bài này sau khi được chiếu lên chương trình nó sẽ tràn ngập trong các club. Yes sir. Bây giờ mời các bạn kêu gọi bình chọn. Mời SMO. Mình là SMO, mình còn rất là nhiều điều thú vị ở những vòng sau, cho nên mong mọi người hãy ủng hộ SMO để SMO có cơ hội thể hiện hết mình. Jeez. Dễ thương quá ha. Tôi chưa bao giờ nghe một người đàn ông nào nói với mọi người: các bạn ơi, tôi còn nhiều điều thú vị lắm. Hãy khám phá tôi đi hả? Ok, mời Richie. Chào mọi người, mình là Richie. Cái bài này là né, nhưng mà mình mong mọi người sẽ bình chọn cho mình, chứ đừng có né mình. Mình sẽ mời tất cả mọi người cà phê. Yeah. Ê trời ơi. Em còn trẻ quá, không hiểu được cái hậu quả của câu nói đó. Cái phim trường này anh tính sơ sơ nó khoảng 422 người. Mấy người chọn thôi anh. Mấy người chọn thôi hả? Hồi nãy em nói là mọi người hay chọn cho mình. Mình sẽ bao tất cả mọi người. Nó có chữ tất cả nữa em. Có gì cắt giùm em chữ tất cả đi. À vậy hả? Trời ơi, đáng tiếc cái đó lại là cái chữ mà ban tổ chức sẽ để nhiều lần đó em. Mình sẽ mời tất cả mọi người cà phê. Tất cả mọi người cà phê. Đáng rồi, chúng ta sẽ gọi cà phê muối nha. 10 giây bình chọn cho cà phê muối bắt đầu. Thưa quý vị, Richie, SMO, hey. Và kết quả là điểm cho Richie và 52 cho SMO. Số điểm sát sao. 52 bạn còn lại sẽ không được uống cà phê. Xin mời ban giám khảo chờ đợi phần ý kiến của huấn luyện viên. Anh Thái, you vote for đầu hủ kỳ or Suppler? Cái này khó chọn quá. Like I don't know. Like they both are good, so I'm not picking nobody. Like they both are good, equal. Trong trường hợp buộc phải chọn một người, anh chọn ai?
I don't know, man. Like, I think both of them are good. Cuộc đời là những quyết định cho anh Thái. SMO. SMO. Thank you, sir. D-Ray. Dạ vâng, thì cũng giống như anh Thái nói là đây là một cái lựa chọn rất là khó. Cả hai đều đã thể hiện rất là tốt cái phần diễn của mình, hoàn thành rất là tốt cái nhiệm vụ mà Nandri đã giao cho hai bạn. Nhưng mà em nghĩ là SMO đã nhỉnh hơn một tí xíu. Thank you, bro. Hai phiếu cho SMO. Em thì muốn dành sự hoan nghênh tới Richie, tại vì vòng này bạn ấy đã rất là tiến bộ so với cả cái âm nhạc bình thường ở ngoài của em, thì em đã mang được một cái cá tính rất là mới ở trong bài thi lần này. Nhưng mà anh nghĩ là SMO vẫn giữ được cái phong độ của mình. Nếu để chọn thì chắc là sẽ chọn SMO. Thank you sir. Mời ban giám khảo đưa ra quyết định. Ban giám khảo chúng tôi cũng đã đưa ra quyết định đối với SMO và Richie. Có cái gì thì tự về nhà mà né nhau nha. Và người bước vào vòng kế tiếp chính là SMO. Chúc mừng SMO. SMO sẽ là thí sinh thứ tư đi tiếp với Team Andre và Richie. Em sẵn sàng cho vòng thi A-Bar, hãy ủng hộ cho Richie. Yes sir.